Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Ông ấy viết, chuyên gia công nghệ có nhất thiết phải dốt như thế này không? Trên Facebook của tác giả Dương Quốc Chính viết rằng cái tút của Nguyễn Tử Quảng tự là Quảng Nổ, BKAV. Anh chị xin mở ngoặc giải thích BKAV là cái gì? BKAV là tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone, thiết bị điện tử thông minh, smart city và camera trí tuệ nhân tạo. BKAV là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong top 10 dịch vụ hoàn hảo do Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Anh Quảng Nổ tức là cái anh làm ra cái điện thoại bướm phồn, bê phồn đó thưa quý vị. Anh Quảng Nội anh viết rằng chiến thắng của dân tộc ngày 30 tháng 4 năm 1975, sự kiện mang tính bước ngoặt của dân tộc với tôi giá trị là hai chữ thống nhất. Với một số bạn, ngày này vô tình chạm vào cái nỗi đau quá khứ. Đứng trên bình diện dân tộc thì đây là lịch sử hào hùng của cha ông trước giặc ngoại xâm. Nhắc lại lịch sử cũng là cách để tránh lặp lại những sai lầm cũ. Đất nước thống nhất không chỉ mang ý nghĩa về mặt chính trị mà còn thể hiện sự đoàn kết đồng lòng của dân tộc. Đó là chìa khóa cho việc ổn định, phát triển bền vững và hóa rồng của bất kỳ quốc gia nào. Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ. Đó là cái tút ở trên trang của anh Quảng Nổ BKAV. Và ông Dương Quốc Chính đã nhận định về cái tút của anh Quảng Nổ như sau. Đây cũng chính là cái tư duy sai lầm của rất nhiều người Việt. Thứ nhất, họ coi sự thống nhất quyết định sự phát triển và tình đoàn kết. Bắc Triều Tiên, Đông Đức cũng từng khá phát triển trong khối cộng sản. Tây Đức từng rất phát triển trong khối tư bản. Hàn Quốc ngày nay đã là nước phát triển cho dù họ đều đang bị chia cắt. Nếu nước Đức chưa thống nhất thì Tây Đức sẽ phát triển hơn là nước Đức thống nhất nữa cơ. Vì Tây Đức đã phải bỏ tiền ra nuôi Đông Đức nuôi đến tận 20 30 năm cơ, tức là họ bị nghèo đi để có thể thống nhất. Tương tự như vậy, nếu mà Triều Tiên thống nhất thì Bắc Hàn cũng phải nuôi Bắc Triều Tiên với thời gian tương tự hoặc thậm chí là còn lâu hơn nữa. Đài Loan và Trung Quốc đều đang khá phát triển dù đang bị chia cắt. Nếu mà Trung Quốc tan rã thì Hồng Kông và Quảng Đông sẽ phát triển không kém gì Đài Loan và Singapore. Như vậy thì cái sự thống nhất chả có liên quan gì đến cái sự phát triển kinh tế, thậm chí là ngược lại nữa. Vậy Việt Nam khá hơn ngày xưa là do đâu? Là do đã đổi mới kinh tế, học theo cách của anh Bình Tiểu, tức là Đặng Tiểu Bình ha thưa quý vị. Làm nhạc màu chế độ Cộng sản 1.0 đi mà thôi. Tự trói mình rồi tự cởi trói thì sẽ tăng trưởng, chứ chả có liên quan gì đến sự thống nhất hay đoàn kết gì hết á thống nhất chỉ dẫn tới sự đoàn kết khi thống nhất bằng đàm phán hòa bình như nước Đức kìa. Việt Nam đâu có đoàn kết được khi thống nhất cưỡng bức như vậy. Đây là ý thức hệ cộng sản, thôn tính cái ý thức hệ tư bản và cái dân tộc mà thôi. Giờ này hai bên vẫn cãi nhau in ỏi cho tới tận cái thế hệ thứ ba rồi. Vậy thì sao mà gọi là đoàn kết và ổn định được? Đây là một sự ổn định cưỡng bức mà. Tại sao gọi 30 tháng 4 là sự chiến thắng của dân tộc? Chiến thắng của phe cộng sản đó chứ hay anh Quảng tự coi cộng sản là dân tộc. Năm 75, dân tộc ta chiến thắng giặc ngoại xâm nào vậy? Mỹ đã rút quân từ năm 73 rồi, mà họ xâm lược chúng ta từ lúc nào? Hỏi cũng tức là trả lời. Ông bà có cái câu muốn ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày vậy sao? Nếu mà không tỏ ra ngu dốt như thế thì có bị mất nồi cơm đâu. Đấy là cái bài phản biện của ông dương quốc chính dành cho ông quảng nổ đó thưa quý vị